Đầu tiên là cái đánh giá sẽ nói ra. Chúng ta biết là đốt theo metabolia của người bệnh học thì chúng ta có bốn giai đoạn sơ hóa, từ sơ hóa nhẹ, sơ hóa nặng, sơ hóa nặng và sơ hóa. Và vai trò của nó đầu tiên là chúng ta xác định mức độ để quyết định điều trị. Hầu như tất cả các đa nguyên hiện nay các bệnh lý gan á, ví dụ hay là bệnh gan nhiễm mỡ không gan, họ đều đánh giá là sơ hóa. Và sơ hóa gan là một yếu tố bắt buộc, một yếu tố bắt buộc khi chúng ta tiếp cận bệnh gan nặng, và đó là yếu tố tiên lượng của bệnh gan nặng. Chúng ta theo dõi đặc biệt của bệnh nhân sơ hóa F3, F4 thì nguy cơ ung thư cực kỳ cao và chúng ta phải tầm soát ung thư. Và nếu chúng ta theo dõi điều trị, xin biết chúng ta theo dõi đó là bộ 5 năm chúng ta có được sinh thiết như sơ hóa đang chúng ta được phép là bộ 6 tháng. Và đây là những cái guideline về viêm gan virus C, có nghĩa rằng là cái sơ hóa gan này có lúc quan trọng bắt buộc phải đánh giá. Trong khi chúng ta bắt đầu tiếp cận bệnh nhân viêm gan virus C và chúng ta có thể sử dụng chỉ số Fv hoặc là Fibrostim. Fv rất là đơn giản rồi. Đây là bộ điểm, đúng vậy. Và chúng ta để ý là đối với viêm gan C sau chúng ta điều trị thành công đạt SCL rồi á, mà nếu bệnh nhân là sơ hóa F3, F4 thì bệnh nhân này vẫn còn nguy cơ ung thư rất là cao. Do đó mỗi 3 tháng chúng ta phải tầm soát ung thư nặng, đánh giá Fv và siêu âm bắt buộc chúng ta phải theo dõi. Còn với bệnh nhân mà sơ hóa từ F2 trở xuống á, thì chúng ta xem vẫn là thừa bình thường. Về viêm gan B thì cái guideline của thế giới 2015 họ tiếp cận đầu tiên không phải là gan nữa các bạn, không phải là một bộ virus, không phải là 30 tuổi mà tiếp cận đầu tiên là người này đã sơ gan như xưa. Và sơ gan toàn bộ không chẩn đoán được trên lâm sàng, chúng ta phải sử dụng những cái phương tiện không xâm lấn, và ở đây họ đề xuất cái Fv và cái Fibrostim. Dạ, đó là tiếp cận đầu tiên. Với những câu gì đó chúng ta vừa mới trình bày xong rồi ạ. Đây là các phương pháp thể hiện ngay ba các phương pháp về hình ảnh ở bên này có hết rồi ạ. Đặc biệt là thuốc như máy ACTi, cái ung thư của em, máy Fibrostim cũng như là MIA, tức là chưa là đo được là 10 gam bằng tổng lượng từ, thì tất cả những cái máy này đều có ở thành phố Hồ Chí Minh. Và các chỉ điểm gắn tiếp thì mình thuộc mình hay áp dụng nhất đó là cái Fv và tiếp đó. Ngoài ra mình có chỉ số nắng thường để mức được vài lượng nữa. Chỉ số Fv là một chỉ số cực kỳ đơn giản mà nếu chúng ta để ý thì rất đơn giản. Bộ y tế em có tham gia viết qua ngay điều trị không gian đây và xe của bộ y tế, đặc biệt trong phần sơ hóa thì em có sử dụng cái chỉ số Fv để đưa cho mình một cái máy. Thì Fv tính toán cực kỳ dễ, chỉ dựa vào ngưỡng AST và tiểu cầu thôi ạ. Và từ cái kết quả của cái số Fv này chúng ta có thể đánh giá được cái người sơ hóa ở em mấy, nhưng mà chỉ sơ bộ thôi. Nhưng mà từ lúc đó thì mình đo mà sẽ nhắc tới trên 2 và mình đưa sang đây nhé là từ đó là đồng hồ mình lưu ý chung với một con la đúng rồi. Đầu tiên là mình tạo một cái lực phát động lên ra, gây ra những cái sóng biến dạng, chúng ta đo cái lực phát sóng biến dạng đó, từ đó chúng ta sẽ ra cái kết quả của đối tượng của em, tức là sơ bộ đánh giá một cái sơ hóa gan. Đây là những cái kỹ thuật hiện nay chúng ta sử dụng để đo được là người gan. Em nói riêng là kỹ thuật TEL, thực sự đây là kỹ thuật TEL, là theo xương thì nó cho bác phi đo được là một tháng qua. Và cái thứ hai là scan, nó chỉ là cái tên máy, là cái tên máy của tôi xin đặt thôi, mình hay gọi là phong scan, nó là cái máy nó được cho ra cái đầu giờ. Và đây là cái tiêu chí hoạt động của họ là nó có cái đầu, cái đầu giò có cái barometer, tức là cái sạo rung, nó tác động lên môi gan và tạo ra cái sau gọi là đỏ lại, gọi là sóng biến dạng, và tác động lên cái bụng roi. Cái bụng roi nó có kích thước là 4 x 1 cm, nó có cái kích thước gấp 200 lần sóng cái mỗi sinh thiết được làm. Và mình đo cái độ cấp của sóng biến dạng đó, mình quy ra cái đơn vị độ cứng là kilopascal, mình sẽ đánh giá được này là sơ hóa F0, F1, F2, F3. Tí nữa mình sẽ xem kết quả này ạ. Cái kết quả này mình có cái màu xanh, đó là độ nhiễm mỡ ạ. Cái màu vàng là độ sơ hóa, thì con này nhiễm mỡ mức độ nặng F3 và sơ hóa mức độ 1 ạ. Và cái khi mình muốn đo xem có đúng hay không thì mình coi cái EPI-MS là nhỏ hơn 30. Và cái success rate của mình phải thành công trên 60%, thì khi cách đo nó có hiệu quả. Đây là những cái tham số của kết quả. Và đây là một cái kỹ thuật đã được chấp thuận, FDA chấp thuận vào tháng 4 năm 2013 để hiện nay có hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á chúng ta hầu như nước nào cũng có. Em biết ở Hà Nội chúng ta có máy này nhiều chưa? Cái ưu điểm của nó là rất là nhanh, chỉ khoảng 5-7 phút mà vào không sân lớn, không đau gì hết. Và chúng ta lặp lại rất là xuất sắc. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm đó là cái nhược vô mà bán bụng á,
thì nó mới ra được, hoặc là chủ nhân mà đang có những cái nhiệm vụ tiêu chuối hoặc là có những cái món được như là với những cái test phi á, hoặc là đầy quá được sử dụng hai cái đầu dò khác là đầu dò S là small, hai cái đầu dò XL thì nó mới ra được những điều gì đó thì đó. Đây là cái kỹ thuật này em đang trình bày, đây là cái kỹ thuật đó là cái chuyên môn, là cái đề tài nghiên cứu của em là kỹ thuật đặc trưng. Thì cái này là sẽ có cái hình ảnh tiêm lốt được chọn được cái vùng đo, và cái máy này mình không thấy cái hình ảnh được tiêm lốt mà. Tương quan với sự cái độ chính xác, độ nhạy, độ thiên thì tương khá là tương tự nhau giữa kỹ thuật này và kỹ thuật tiêm. Và chúng ta lưu ý một chút xíu về cái cách đo thì mình đo á, thì là mình nhớ có những cái yếu tố ảnh hưởng. Cái mình đo được cái kilo mass này là độ cứng của ngang mà chứ không phải độ sơ má, thì độ cứng ảnh hưởng bởi hai yếu tố, một là yếu tố tĩnh và một là yếu tố động. Yếu tố tĩnh là sơ má và yếu tố động. Yếu tố động thì bao gồm những cái áp suất nhiệt tĩnh và áp suất keo, đó là những trường hợp đang viêm gan cấp, viêm gan mang cao, tình trạng xuống huyết gan, tình trạng nước mọc vân vân, thì chúng ta đo thì nó gọi là overestimated, tức là mình sẽ đánh giá quá mức á, là ra sẽ sống những tình trạng này. Và khi đo cái này cô nhớ là phải định giá ra cái lý nha. Ví dụ đo bạn à, các thầy cô các chị nào mà mới ăn á thì mình đo mình sẽ thấy cái xương nó nặng hơn, mình có lo tại mình mới ăn xong.